về cái luật phá thai và giáo hội Công giáo liên quan đến Tổng thống Joe Biden. Thì thưa quý vị, bản tin sau đây nhắc đến chủ tịch của quỹ Reagan và con trai của cựu Tổng thống Ronald Reagan cho biết vào ngày hôm qua thứ hai rằng thật là vui mừng và tốt khi mà họ thấy một số các vị giám mục Công giáo đã đứng lên để mà chống lại cái quan điểm ủng hộ cái sự lựa chọn của Tổng thống Joe Biden về vấn đề phá thai, thưa quý vị. Và về cái vấn đề phá thai này liên quan đến Tổng thống Joe Biden thì trong cái chương trình The Five thì bà Whoopi Goldberg và cô McCain đã có một cuộc nói chuyện nảy lửa, thưa quý vị. Tại vì bà Whoopi Goldberg là một người ủng hộ cho những cái vấn đề phá thai của những cái giới mà cởi mở. Tuy nhiên thì cô McCain là con gái của thượng nghị sĩ McCain, một người đã từng đi chiến tranh Việt Nam, thì cô nói rằng Tổng thống Joe Biden phải có một cái sự chọn lựa trắng và đen, một là đạo đức, hai là chính trị. Tại vì ông là một người Công giáo, cho nên không thể nào mà ông nói rằng là tôi vẫn là một người Công giáo, tuy nhiên vì vấn đề chính trị cho nên tôi ủng hộ cái vấn đề phá thai, thì điều đó nó đi ngược lại với giáo lý của những người Công giáo. Và vì cái lý do đó cho nên con trai của cựu Tổng thống Ronald Reagan đã nói trong một lần xuất hiện trên cái chương trình có tên là The Chris Salcido Show rằng đã đến lúc chúng ta phải tham gia một cái cuộc chiến để mà bảo vệ cái giáo lý của giáo hội Công giáo. Chúa sẽ không bao giờ chăm sóc cho chúng ta trừ khi mà chúng ta phải đứng lên vì Chúa. Các vị giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã bỏ phiếu vào ngày thứ sáu tuần trước để mà ủng hộ hướng dẫn có thể hạn chế cái khả năng rước lễ của các người chính trị gia Công giáo nếu mà họ ủng hộ cho việc phá thai, theo tờ báo Washington Post đưa tin như vậy. Động thái này diễn ra sau một cuộc thảo luận đầy cảm xúc kéo dài 3 tiếng đồng hồ trong Hội đồng giám mục Công giáo của Hoa Kỳ vào thứ năm tuần trước. Vấn đề này tập trung vào giáo lý của nhà thờ chống lại sự việc phá thai và khả năng các người chính trị gia ủng hộ cái sự lựa chọn và những người khác được rước thánh thể trong các cuộc thánh lễ. Ý nghĩa của bí tích thánh thể đối với những người Công giáo có một cái ý nghĩa, đó là cái sự biến đổi thực sự của bánh và rượu thành thân thể, huyết máu, linh hồn và thần tính của Chúa Jesus Christ trong thông qua các nghi lễ của thánh lễ. Và thưa quý vị, theo giáo lý Công giáo thì bất cứ ai trong cái tình trạng tội trọng, chẳng hạn như là đã nhận hoặc là tham gia các việc phá thai, thì không nên rước lễ trừ khi họ đã xưng tội lần đầu. Vì vậy, nếu mà ai đã ăn bánh hay uống chén của Chúa một cách bất xứng thì họ sẽ mắc tội làm ô nhục thân thể và huyết thống của Chúa. Hãy để một người kiểm tra chính mình và ăn bánh và uống chén của Chúa. Đây là theo cái trên trang mạng website của Catholic.com đã viết như vậy. Đây là một cái yêu cầu tuyệt đối, không bao giờ có thể phân bổ được. Rước thánh thể mà không có ơn thánh hóa trong tâm hồn thì sẽ làm xúc phạm bí tích thánh thể một cách đau buồn nhất. Động thái này được coi là một bước đi theo hướng một từ chối rước lễ đối với Tổng thống Joe Biden. Vị Tổng thống Công giáo đã thực hành đầu tiên kể từ thời cố Tổng thống John F. Kennedy vì đã ủng hộ sự việc phá thai. Những người Công giáo dân chủ khác như là bà Nancy Pelosi cũng có thể bị từ chối được rước thánh lễ theo những cái hướng dẫn mới của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng giám mục Gregory của giáo phận Washington DC, thủ đô Hoa Kỳ đã nói rằng ông vẫn sẽ cho Tổng thống được rước lễ. Và con trai của Tổng thống Reagan nói rằng điều đó không có gì mà đáng ngạc nhiên, tại vì tôn giáo ở bên trong cái vành đai chính trị của thủ đô Washington DC thì nó bị ảnh hưởng và dựa nhiều hơn vào vấn đề chính trị hơn là vào cái tinh thần thần học của nó. Và đó, tất cả những cái vấn đề chính trị và nó luôn luôn sẽ mãi mãi ảnh hưởng chính trị khi mà nó nằm trong cái địa phận này. Và nếu mà chúng ta theo dõi cái đồng tiền chính trị thì chúng ta sẽ thấy rằng là chính quyền Tổng thống Joe Biden họ không có làm cái điều gì để mà theo những cái điều răn của giáo hội Công giáo. Và theo những người mà chống đối thì họ rất là lo lắng cái chính phủ của Tổng thống Joe Biden sẽ làm hư đi những cái giáo điều của giáo hội Công giáo của nước Mỹ của chúng ta, thưa quý vị.